Nacho ngũ văn này. Ở đây là bánh bèo. Này họ đang là bánh bèo này. Đó, bỏ hành phi sao cái họ bỏ cái nó là gì anh? Tôm khô em. Đó. Đó em. Có. Trong vì đam mê mình đi quay ẩm thực với lại du lịch. Đây mình là ẩm thực và du lịch. Mọi người nhớ ủng hộ ha. Đó. Lòng mặt đi rất hấp dẫn này, trong này nè tôm khô với lại giống như bánh mì họ rong mỡ á. Sữa chua ly nhà làm món văn béo đã. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I... Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review là bánh bèo, bánh gói, bánh ướt. Nói chung là quán văn nha mọi người. Đây là người ta quán này là rất nổi tiếng của Đà Nẵng mình á. Ở đây là nằm trong top quán ăn của YouTube thu hút rất nhiều bạn trẻ và khách du lịch nha. Mình vào đây mình quay cho mọi người xem. Mọi người nhớ xem clip trời đông mưa này, mình đổ xe đây. Mình quay bên kia cho mọi người xem nè. Đó. Đó, phía trước mình là quán văn này. Nói chung là bánh đặc sản, bánh bèo, bánh ướt, bánh gói nằm. Mình vào đây mình quay và mình kêu hết món cho mọi người xem nha. Nói chung là ở đây là địa điểm thu hút rất nhiều giới trẻ tới ra thưởng thức ẩm thực rất là ngon. Mọi người có gì mà đi đánh bánh xe thì ghé thưởng thức nha. Rất là ngon. Quán văn bèo lọc nặng. Đó, đây là phía bên trong quán này. Bánh bột lọc lớn nè. Vô. Vô em. Mở nhanh cái nè. Đó. Trời ơi. Đóng nó bấm mạng rồi. Nhức nách luôn á. À. Dạ, trong bình thường mọi người phải ăn một dĩa 10 cá đi em. Bột lọc, bột tôm, thịt. Trong vì đam mê mình đi quay ẩm thực với lại du lịch. Đây mình là ẩm thực và du lịch. Mọi người nhớ ủng hộ ha. Đó. Được rồi. Món bánh lọc đây. Đó, có tôm với lại thịt luôn nè. Có đã. Rồi, quất em. Chấm với mắm mặn này. Rồi, cầm nhấn máu lên quất luôn đi.
bánh lòng à. Ở đây là lòng theo hương vị của người Huế nè. Em thích à, em? Ngon mềm mà. Ừ. Anh. Ngon quá. À, hôm nay đi qua có ha thằng em mình. Nó đang ăn bánh gói. À. Có con tay mình nữa. Đây, quốc khách chào mọi người đây, ăn món gì đó. À, ăn bánh nước. Ở đây. Đây là mặt bánh bèo của quán Văn này. Bỏ mắm vô em. Đó. Nói chung mình đi 4 người và lòng mặt đi rất hấp dẫn này. Trong này nè. Tôm khô với lại giống như bánh mì họ rong mỡ á, tốt mỡ. Quốc em. Thành, quốc luôn em. Đây cô nè. Đó, quốc nguyên cá luôn em. Đó. À, lồng cho anh miếng đi, đổ mắm em. Cái nước mắm bay. Đây mình sẽ lồng thử miếng này. Đổ hết vô luôn em. Nào quốc luôn, quốc đầu luôn. Đó. Lồng yên một miếng đi luôn mới đã. Nước mắm mà ngon đã mà. Đúng không? Được rồi, dán đi cho ngon à. Nhiều anh, bỏ trong đây luôn đi, trong đây luôn. Ý được. Này, miệng mình sẽ lòng những cán bèo này, quất nghiêng một miếng luôn em. Chứ đừng có giả. Bèo văng mà ba rất, bèo nhỏ mà. Thôi, em thấy tấm tí không? Rồi. Rồi trộn lên. À, đây là món bánh ướt của quán Văn này. Vô đây dùng nữa đi. Mắm ngon quá rồi. Lộn gì bánh gói em, lộn nữa. Dùng ở đây là địa điểm ăn uống luôn. Nó là hốt của bằng trẻ nè, phải không? Đây là bánh gói này. Bánh gói lòng thịt. Giòn xin lắm không? Là lấy ít cục lọc không em? Lọc bánh cục lọc nhỏ thôi. Một lọc tôm thịt mới là mắm mặn nè, có hai loại mắm, mắm ngọt và mắm mặn. Đây là bánh nậm nè. Đó mình review cho người ta nó đỏ dùng lá này đâu. Rồi chị má em. Đi vô. Ờ. À đây. Đó, ở quán Văn là bạn ăn cái này. Được ạ. À, sữa chua ly nhà làm quán Văn. Không béo đã. Dùng điểm này uống rất là vui nè. Thank you.
bánh gói này. À bánh gói nè. À, mình làm xong bánh gói mình vô quay quán mình xem ha. Mọi người có dịp mà quay lên gần bến xe á, cái quán Hồng Đức nha, địa chỉ là 59 Thanh Tịnh, địa chỉ quán là số 59 Thanh Tịnh nha, thì vô quay mình quán mình xài. Vô, bay. Đây là menu quán này. Đó, bánh bèo nhỏ là 15, lớn là 15.